Hello, mình đã trở lại với lại hơn xưa. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn về lợi ích của ăn việc ăn cá. Tại sao chúng ta nên ăn cá? Bởi vì những người thường xuyên ăn cá thì có nguy cơ mắc các bệnh về tim này, đột quỵ và trầm cảm thấp hơn những người không ăn cá. Hầu hết các lợi ích sức khỏe do việc ăn cá mang lại từ omega 3. Loại axit này giúp các tế bào của con người hoạt động và nó có nhiều trong cá hồi, cá ngừ, cá chích và cá mòi. Các bạn hiểu không? Bây giờ thì bye bye.